Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về bộ môn bơi lội, bao gồm khái niệm và lịch sử về môn bơi, tác dụng của bộ môn này và các cách bơi phổ biến hiện nay. Trong phần tư vấn và chỉ dẫn, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tới quý vị khán giả những bài tập khởi động trước khi tham gia môn bơi. Cuối chương trình là câu chuyện về giải vô địch bơi lội toàn tỉnh năm 2023 vừa diễn ra. Thưa quý vị, trong những ngày hè nắng nóng thì bộ môn thể thao được rất nhiều người yêu thích và tập luyện mỗi ngày chính là bơi lội. Vậy bộ môn này đã hình thành và phát triển từ khi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Bơi lội là môn thể thao dưới nước do tác dụng của sự vận động toàn thân, đặc biệt là sự vận động của chân. Nhờ những yếu tố cơ bản của nước như lực đẩy từ dưới lên, lực nổi, lực cản, lực nâng nên người bơi có thể vận động trên mặt nước để tiến về phía trước bằng các cách bơi khác nhau. Bơi lội bước đầu hình thành, phát sinh và phát triển do nguồn gốc lao động của con người, do yêu cầu bức thiết của lao động sản xuất, sự khắc nghiệt trong việc chống thiên tai, địch họa, bảo vệ cuộc sống mà con người phải biết bơi. Trải qua quá trình phát triển của xã hội loài người, ở mỗi thời đại và mỗi giai cấp, con người sử dụng bơi lội với những mục đích khác nhau. Bơi lội thực sự là môn thể thao của mọi người. Bơi lội được vận dụng vào mục đích phát triển sức khỏe, vui chơi giải trí nhằm cải thiện khả năng sản xuất và chiến đấu của con người. Tại Việt Nam, tới những năm gần đây, phong trào bơi lội quần chúng trên phạm vi cả nước vẫn ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Về bơi lội thể thao thành tích cao, kỳ SEA Games 28 diễn ra ở Singapore, làng bơi lội Việt Nam xuất hiện tài năng trẻ mới nổi, đó là nữ vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô đã giành được tới 8 huy chương vàng ở tất cả các nội dung cá nhân với nhiều kỷ lục mới được xác lập. Đến SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, với việc giành 6 huy chương vàng, cá nhân kỷ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được vinh danh là nữ vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 30. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, giành vé dự Olympic 2020. Kỷ ngư trẻ 16 tuổi Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games, cho thấy bơi lội Việt Nam đang phát triển, đủ lực lượng tốt hướng tới tương lai. Vâng thưa quý vị, có thể nói lịch sử hình thành của môn bơi lội đã gắn với lịch sử hình thành và phát triển của con người. Ban đầu, bơi lội chỉ mang ý nghĩa sinh tồn, nhưng càng về sau, khi xã hội phát triển, bơi lội lại trở thành môn thể thao mang lại nhiều lợi ích. 1. Phòng chống đuối nước. Đây chính là lợi ích đầu tiên và lớn nhất của môn bơi lội trong cuộc sống hàng ngày. Những năm gần đây, khi các vụ đuối nước thương tâm nhất là ở trẻ em ngày càng nhiều, thì việc đưa môn bơi lội trở thành môn thể thao thường ngày lại càng được chú trọng. Các chương trình phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước diễn ra ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. 2. Bơi lội tốt cho hệ tim mạch. Khi bơi lội, nhịp tim sẽ được tăng cao và máu lưu thông tốt hơn tới tất cả các bộ phận trên cơ thể. Bơi lội giúp thúc đẩy sự tuần hoàn máu và tăng cường sự hoạt động của cơ tim. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, những người bơi lội thường xuyên có tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp cao cũng như nguy cơ đột quỵ thấp hơn so với những người ít vận động. 3. Bơi lội tốt cho xương khớp. Khi bơi lội, các xương khớp được vận động và xương khớp trở nên linh hoạt hơn, cơ bắp trở nên dẻo dai hơn. Bơi lội giúp giảm nguy cơ viêm khớp, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Bơi lội giúp giảm đau lưng, đau cuộc sống hiệu quả. Hơn thế nữa, các hoạt động duỗi thẳng tay và chân dưới lực cản của nước giúp các khớp xương được kéo giãn hết cỡ. Từ đó giúp trẻ đang trong độ tuổi phát triển tăng chiều cao nhanh chóng. 4. Bơi lội giúp giảm cân. Hoạt động bơi lội trong nước là một hoạt động tiêu tốn rất nhiều calo. Theo thống kê của các nhà khoa học, cứ 30 phút bơi tự do dưới nước giúp bạn đốt cháy 250 tới 400 calo. Một con số khá cao so với nhiều bộ môn khác. Bơi lội trong nước ít nhất từ 2 tới 3 buổi trên tuần được đánh giá là có hiệu quả giảm cân, săn chắc cơ thể, tương đương với khi bạn tập luyện thể hình với máy chạy bộ đa năng. Bơi lội giúp tinh thần trở nên thoải mái. Bơi lội là một cách giải trí và thư giãn tuyệt vời cho mọi người. Khi bạn bơi, cơ thể sẽ sản sinh chất hóa học, giúp bạn thấy khỏe hơn. Đồng thời, bơi trong nước là một phương pháp có tác dụng tương đương với massage cho cơ thể. Nhờ đó, cơ thể bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, giảm căng thẳng, stress. Thưa quý vị, nói về tổng quan môn bơi lội ở nước ta hiện nay được chia làm các dạng bơi, lặn thể thao, bơi thực dụng, bơi nghệ thuật và trò chơi giải trí. Tuy nhiên, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới các kiểu bơi trong bơi lội thể thao. Đây là các kiểu bơi lội đang phổ biến hiện nay. 1. Bơi ếch. Bơi ếch là kiểu bơi khá cơ bản trong bộ môn bơi lội nói chung. Bơi ếch không đòi hỏi quá nhanh về tốc độ, mà là kiểu bơi khá chậm rãi và dễ thực hiện, đặc biệt với những người mới bắt đầu. Hơn nữa, trong quá trình bơi ếch, người bơi có thể nghỉ ngơi một cách dễ dàng, tránh bị mệt và mất sức quá nhiều. Giống như tên gọi bơi ếch, đây cũng chính là kiểu bơi mô phỏng tư thế của loài ếch khi di chuyển ở dưới nước. 2. Bơi bướm. Tựa như bơi ếch,
những kỹ thuật nhỏ hơn và không được khuyến khích đối với những người mới bắt đầu vì nó đòi hỏi thời gian tập luyện dài và sức mạnh tốt. Trong kỹ thuật chân, hai chân di chuyển cùng nhau trong một cú vuốt, chân giống như con cá heo, tưởng tượng như vuốt roi, hai cánh tay di chuyển cùng nhau để đẩy nước xuống và lùi ra sau, thân mình nhấp nhô khi cơ thể tiến về phía trước trong nước. 3. Bơi ngửa. Bơi ngửa thuộc dạng kiểu bơi khó, cần người bơi nắm rõ các động tác kỹ thuật. Bơi ngửa là kiểu bơi tay quạt luân phiên kết hợp với cơ thể nghiêng từ bên này sang bên kia. Kiểu bơi này là phải nằm ngửa, không được xoay quá 90 độ so với mặt nước. 4. Bơi tự do hay còn gọi là bơi sải. Đây là kiểu bơi có tốc độ nhanh nhất và phổ biến được nhiều người áp dụng cho môn bơi lội. Trong thực tế, khi tập bơi sải, vấn đề mà rất nhiều người gặp phải đó chính là bơi nhanh mệt, quãng đường bơi không được xa. Thưa quý vị, cũng giống như các môn thể thao khác, bơi lội cũng có những bài tập khởi động trước khi bắt đầu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, huấn luyện viên môn bơi lội Nguyễn Xuân Đồng sẽ hướng dẫn bài tập khởi động. Xin chào các bạn. Trước khi vào học bơi hay chúng ta vận động ở bất kỳ một môn thể thao nào thì điều đầu tiên ta phải khởi động. Mục đích của khởi động là chúng ta chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái vận động, nhằm cho khởi động tất cả các khớp của chúng ta linh hoạt, các cơ gân nóng lên để chúng ta trong quá trình vận động, trong quá trình bơi không bị co cơ hay còn gọi là gì, chuột rút. Khởi động thì có khởi động chung và khởi động chuyên môn. Sau đây tôi hướng dẫn các bạn về khởi động chung. Thứ nhất, chúng ta hai tay đan vào nhau, kiêng một chân, chúng ta xoay khớp cổ tay, kết hợp xoay khớp cổ chân. Nào, tất cả chúng ta xoay đây. Sau đó chúng ta đổi chân. Chúng ta chuyển giai đoạn động tác thứ hai. Chúng ta hai tay đưa lên cao, xoay khớp bả vai, chúng ta xoay từ trên xuống dưới và ra sau. Chúng ta xoay đi và xoay ngược lại, các bạn chú ý. Các bạn xoay đi và xoay ngược lại. Tiếp theo, ta xoay khớp khuỷu. Các bạn chú ý, các bạn xoay đi và xoay ngược lại. Tiếp theo, chúng ta xoay khớp hông. Các bạn chú ý hai tay chống hông, chúng ta xoay. Các bạn chú ý, các bạn xoay đi và xoay gì? Và xoay ngược lại. Tiếp đến chúng ta xoay khớp gối. Chúng ta xoay đi và xoay ngược lại. Các bạn chú ý. Rồi. Tiếp đến các bạn mở chân mở rộng hơn vai, người gập, hai tay dang ngang, ép tay nọ chân kia. Tiếp đến chúng ta chạy bước nhỏ tại chỗ. Tiếp đến chúng ta chạy nâng cao đùi. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn về bài tập khởi động chung cho tất cả các bộ môn thể thao. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về động tác khởi động bổ trợ cho kỹ thuật bơi cơ bản. Chúng ta đứng, hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân mở sang hai bên, hai tay đưa lên cao, bàn tay khép. Chúng ta thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống. 1 2 1 2
đối với cái bài tập khởi động bổ trợ cho kỹ thuật bơi cơ bản, thực hiện động tác trên cạn, chúng ta càng thuần thục bao nhiêu thì sau này chúng ta bơi càng dễ bấy nhiêu. Ở trên cạn như thế nào thì khi tiếp xúc bơi dưới nước sẽ là như thế. Sau đây tôi sẽ làm lại động tác bơi ếch cơ bản trên cạn bổ trợ cho động tác kỹ thuật bơi ếch. Chúng ta đứng hai chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân mở sang hai bên, hai tay đưa lên cao, đầu gập. Chúng ta hai lần đứng lên ngồi xuống thì một lần quạt tay thở lấy hơi. Một, hai, một, hai, một, hai. Tất cả các buổi tập đầu giờ các bạn nên tập cho tôi từ 10 đến 15 lần và lặp đi lặp lại 2 lần. Các bạn làm tốt động tác này thì tôi tin rằng các bạn bơi sẽ đẹp và sẽ tốt. Vâng, thưa quý vị, có thể nói bơi lội là một môn thể thao vô cùng hữu ích trong cuộc sống cũng như trong việc rèn luyện sức khỏe. Vào cuối tháng 5 vừa qua, tại bể bơi Thịnh Phát, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đây là một hoạt động thu hút đông đảo các vận động viên chuyên và không chuyên trong tỉnh tham gia. Đam mê và yêu thích môn bơi lội từ vài năm nay, cháu Hồng An ở Eco Park huyện Văn Giang đã đăng ký tham gia thi đấu tại giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2023. Mặc dù chỉ là một vận động viên không chuyên, nhưng cháu Hồng An đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng. Khi mà con tham gia vào môn bơi thì con thấy là nó giúp cho con tăng cường sức khỏe. Và khi bơi thì con thấy rất vui và mát. Cũng như là bộ môn bơi này sẽ phòng chống cho con cái tình trạng đuối nước. Khi mà tham gia các cuộc thi thì con vừa để bản thân mình có thể vui hơn, cũng như là để thể hiện tình yêu của mình với môn bơi lội. Không riêng Hồng An mà giải đấu năm nay còn thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ 11 đơn vị. Các vận động viên thi đấu theo 9 nhóm tuổi cho cả nam và nữ. Nội dung thi đấu gồm bơi ếch và bơi tự do ở các cự ly 25m, 50m và 100m. Ngoài ra, giải bơi lội năm nay còn có thêm nội dung kỹ năng cứu đuối. Đây là nội dung hết sức ý nghĩa và có tác dụng thực tế trong đời sống hiện nay. Giải năm nay thì tham gia có nội dung là cứu đuối. Đây là vấn đề mới trong cái lễ phát động và cái giải của tỉnh năm nay. Thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng của cái giải năm nay rất là tốt. Thông qua cái lễ phát động và cái giải bơi này thì cũng là cái điều kiện rất là tốt để tới đây các cái trung tâm, các cái câu lạc bộ bơi trong toàn tỉnh và để các cái cháu hiểu biết, nắm bắt được cái phương pháp cứu đuối và cái kỹ năng bơi khi tập luyện, khi vui chơi trong cái dịp hè, để mà chúng ta phòng ngừa một cách tốt nhất cái trẻ em bị đuối nước trong thời gian tới, nhất là trong cái dịp hè năm nay. Giải bơi lội các nhóm tuổi của tỉnh Hưng Yên năm 2023 đã khép lại. Ban tổ chức trao 31 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, giải nhì cho thành phố Hưng Yên và giải ba cho huyện Tiên Lữ. Tuy nhiên, những giá trị mà giải thi đấu này mang lại trong việc tuyên truyền về phong trào tập bơi và phòng chống đuối nước vẫn đang và sẽ tiếp tục được lan tỏa ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Những hình vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.